tử vi thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 18 tháng 8 năm 2023 âm lịch ngày quý tỵ tháng tân dậu năm quý mão. Xung ngày, đinh hợi, ất hợi, đinh mão xung tháng, quý mão, kỷ mão, ất sửu. Ất mùi thứ hai này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 2 tháng 10 năm 2023 Thủy khắc hỏa cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi tí chưa có nhiều biến động. Người độc thân chưa có đủ can đảm để bước chân vào một mối tình mới bởi cái bóng quá khứ vẫn còn ám ảnh. Với người đã có đôi có cặp, bạn cảm thấy dường như mối quan hệ giữa đôi bên đang dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, hãy biết quý trọng những gì mình đang có và đừng tìm thú vui bên ngoài. Hãy tìm cách hâm nóng cảm xúc cho đôi bên nhé. Trên phương diện công việc, tỷ kiên khiến bạn trở thành một người quá đa nghi. Dường như bạn chẳng đặt lòng tin vào bất cứ ai chỉ muốn một mình làm cho xong tất cả mọi chuyện và việc ấy khiến cho bạn rất vất vả. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân tị. Hai, tuổi sửu ngày 2 tháng 10 năm 2023 thiên quan tác động, người tuổi sửu có vẻ đang tự lý tưởng hóa mọi việc bạn đề cao năng lực cá nhân và đôi khi đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của mình đây là lý do khiến bạn thường vướng phải rắc rối do đó hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì đừng quá tự cao như vậy bạn cần lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ hơn như vậy thì mới có thể nhìn nhận rõ thực tế trước mắt may mắn hỏa sinh thổ cho thấy chuyện tình yêu của bạn khá triển vọng nếu bạn chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, có thể bạn sẽ nhận được một lời đồng ý đấy. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường. Cà phê, sám quý nhân phù trợ tuất, mão, hợi. 3. Tuổi dần ngày 2 tháng 10 năm 2023 tương hình ám hại, người tuổi dần trở nên thiếu kiên nhẫn trong ngày hôm nay bản mệnh làm việc gì cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong không dành tâm huyết bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài thái độ làm việc như vậy sẽ khiến bạn dễ mắc phải lỗi sai không đáng có đấy hãy sửa đổi ngay trước khi quá muộn nếu không bạn sẽ phải tốn thêm thời gian khắc phục vấn đề đồng thời làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt cấp trên và đồng nghiệp mộc sinh hỏa nếu cảm thấy quá mệt mỏi bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình hoặc những người mà bạn tin tưởng. Làm vậy, dù đối phương không giúp được bạn đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và có động lực hơn nhiều. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, xanh da trời quý nhân phù trợ, mùi tuất hợi. 4. Tuổi Mão ngày 2 tháng 10 năm 2023 xem tử vi miễn phí mộc sinh hỏa, người độc thân tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn. Với người đã lập gia đình, bạn biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống trực thành là ngày tốt cho xuất hành khai trương giá thú nhưng tránh kiện tụng tranh chấp vì thế bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn gặt hái thành công Giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ. Sửu Tuất hợi. Nam, tuổi thìn ngày 2 tháng 10 năm 2023 chính quan tương trợ, người tuổi thìn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù khó khăn cũng không có ý định lùi bước. Nhờ vậy, bạn được rất nhiều người tin tưởng với những ai đang cảm thấy nhàm chán với công việc mình đang làm hãy thử tìm một hướng mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc nhé như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được động lực thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh hỏa sinh thổ bạn muốn tìm một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm chính vì vậy mà bạn không đơn giản gật đầu với bất cứ ai bạn luôn cân nhắc đối tượng của mình rất kỹ càng nên cũng tránh được nhiều tổn thương không đáng có. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường. Vàng, nâu quý nhân phù trợ tuất dậu thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 2 tháng 10 năm 2023 chính tài nâng đỡ, người tuổi tỵ rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền của bạn khá rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi ngoài ra, bạn cũng là một người bán hàng tuyệt vời. Vì thế mà bạn luôn buôn may bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bạn sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai. Theo Hải Thượng Lãn Ông ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, 1 giờ, 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ. Hồng quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Bảy tuổi ngọ ngày 2 tháng 10 năm 2023 tam hội nâng bước, người tuổi ngọ đã bắt đầu có những cái nhìn thực tế hơn về mọi việc trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa vì cho rằng ai cũng có cái khó riêng của riêng mình nên bạn không bao giờ ép buộc người khác. Nếu tập thể xảy ra mâu thuẫn, bạn sẵn sàng là người bình tĩnh ngồi lại và trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp Nhờ tinh thần hợp tác mà công việc tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Hôm nay, bạn có thể gặt hái được thành công cùng tập thể. Trong ngày hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường tím, đỏ quý nhân phù trợ tuất mão dần. 8. Tuổi mùi ngày 2 tháng 10 năm 2023 hỏa sinh thổ, người tuổi mùi độc thân chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Bạn cho rằng với tính cách thú vị và độc đáo của mình, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng người đã lập gia đình biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn trước khi đưa ra những quyết định quan trọng bạn cũng không quên hỏi ý kiến của người ấy mối quan hệ giữa hai người khiến ai cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi hôm nay cả hỷ thần ở hướng Đông Nam và tài thần ở hướng Tây Bắc. Giờ tốt. 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 2 tháng 10 năm 2023 dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi thân giữ được tinh thần chủ động, tích cực trong công việc. Hôm nay bạn có thể đưa ra những sáng kiến mới mẻ giúp cải thiện hiệu suất làm việc của cả tập thể đem về lợi ích về lâu về dài tất nhiên bạn không phải là người toàn năng có thể nắm mọi việc trong lòng bàn tay vì thế nếu gặp phải khó khăn bản mệnh đừng ngại xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh quá trình này cũng giúp bạn học thêm những kinh nghiệm quý báu hỏa khắc kim tiếc rằng tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu dạn nớt đừng nghi ngờ người ấy chỉ vì nghe thấy những lời đồn đại ở bên ngoài. Bạn cần tin tưởng vào đối phương và lắng nghe những điều người ấy nói trước khi đưa ra phán xét. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ tí, thìn, dậu. Mười. Tuổi dậu ngày 2 tháng 10 năm 2023 tử vi 12 con giáp hàng ngày con đường sự nghiệp có thiên ấn nâng bước, sự thận trọng của người tuổi dậu đã được lãnh đạo đánh giá rất cao. Vì thế mà bạn được giao cho những công việc khó cần phải tỉ mỉ và cẩn thận. Đây chính là lúc bạn cần khẳng định bản thân. Ngoài ra, những người trẻ tuổi còn có thể gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công việc nếu tận dụng tiềm năng sáng tạo của mình suy nghĩ của bạn dường như chẳng bị bó buộc bởi bất cứ điều gì. Nhất là khi bạn còn đang được cấp trên tạo điều kiện để phát triển. Tiếc rằng hỏa khắc kim, trên phương diện tình cảm, bạn không nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người nào đó. Những lời chót lưỡi đầu môi không đáng tin cậy đâu, bạn phải để ý xem đối phương có hành động nào thật sự quan tâm đến mình hay không. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim sám quý nhân phù trợ tỵ sửu thìn 11 tuổi tuất ngày hai tháng mười năm 2023 chính quan chỉ đường dẫn lối giúp người tuổi tuất có thể trở thành người dẫn đầu tập thể hoặc một nhà lãnh đạo sáng giá trong ngày hôm nay nhiều người sẵn sàng đi theo bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng tự tin tuy nhiên dù đã gặt hái thành công bạn cũng vẫn cần lắng nghe những lời phê bình những người thật sự muốn tốt cho bạn sẽ góp ý định hướng giúp bạn nhìn nhận mọi việc xảy ra xung quanh mình chính xác hơn trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cam quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. 12, tuổi hợi ngày 2 tháng 10 năm 2023 chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi hợi có vẻ khá buồn bã và bất an trong ngày hôm nay bản mệnh không tin tưởng vào bản thân mình thậm chí tự coi mình kém cỏi hơn mọi người chính vì vậy mà bạn chẳng dám phát biểu điều gì cả trên thực tế bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy con giáp này cũng có những tài năng mà người khác không thể nào sánh được chỉ cần phát hiện ra điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức theo hướng đó bạn sẽ thành công thủy khắc hỏa bạn nên quan tâm hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của người ấy, đừng tự do làm mọi việc theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục hành xử vô ý như hiện tại, người ấy sẽ cho rằng mình không được tôn trọng. Khiến quan hệ đôi bên dần dạn nớt. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.